Cô chào các con, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm một chú gà bằng giấy thủ công nhé. Bạn nào không có giấy thủ công thì các con có thể là dùng tờ giấy A4 và chúng mình vẽ màu lên như này, tô màu sắc lên nhé. Chúng mình gập đôi tờ giấy vào cho cô. Sau đó dùng bút chì vẽ nửa hình tròn. Làm thân gà. Sau đó mình dùng kéo và cắt. Đây là phần thân của chú gà nhé. Tiếp theo cô dùng tờ giấy màu cam này phần đầu của chú gà. Chúng mình cũng gập đôi vào nhé và vẽ cho cô hai hình tròn. Sau đó chúng mình cũng dùng kéo và cắt. Đây là phần đầu của chú gà. Tiếp theo cô sẽ dùng màu đỏ làm màu chú gà. Chúng mình cũng gấp đôi vào đầu và cho cô nhé. Các con dùng nét cong để vẽ màu chú nhé. Theo hình chúng mình vừa vẽ nhé. Tương tự thế, mình sẽ cắt cho chú gà một chiếc mỏ hình tam giác. Tiếp theo cô sẽ dùng màu xanh dương làm cổ của chú gà nhé. Mình cũng gập tương tự thế thì mình cũng gập tờ giấy thủ công vào và vẽ cho cô một hình. Lại dùng màu đỏ để làm cánh nhé. Chúng ta gập đôi lại cho cô. Cắt cho cô nửa hình tròn nhé. Theo con sẽ lấy màu tím. Mình gấp đôi lại cho cô nhé. Và cắt cho cô một hình tam giác. Để làm phần đuôi chú gà nhé. Chúng mình sẽ cùng
dùng keo. Ta sẽ dính vào đây nhé. Hai hình tròn chúng ta gập vào nhau. Đây là phần đầu của chú gà nhé. Sau đó mình lại dùng keo chúng ta dính vào đây của chú gà nhé. Mình bôi tiếp keo vào phần mỏ. Chúng ta dính hai bên sao cho trùng khớp nhau nhé. Tương tự thế chúng mình gắn vào. Tiếp theo, cô sẽ gắn cánh. Chúng ta có thể để cánh gà lên này cũng được, cho đẹp nhé. Mình sẽ bôi keo vào phần đuôi của chú gà. Dùng bút dạ nhé, để vẽ mắt cho chú mèo, cho chú gà. Cô sẽ dùng máy gấp phút để trang trí thêm phần cổ của chú gà. Cô sẽ vẽ thêm những bông hoa vào chú gà nhé.
cho cánh gà nhé. Cô đã vừa hoàn thiện xong chú gà của mình rồi. Chú gà này các con có thể dùng để làm đồ chơi nhé. Đó, các con nhìn thấy chưa? Chú gà chúng ta có thể làm đồ chơi để chơi nhé. Video của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các con, hẹn gặp lại các con ở video tiếp theo nhé.